Hello, chào anh em nhá. Là mình là Linh Nhân đi đây để xem trong ngày đầu tiên mình sẽ làm được những cái gì anh em nhá. Mình đã nạp vào đây một chút để cho đỡ bị bay màu tài khoản anh em nhá. Không là tài khoản để lâu là nó sẽ mất đấy. Đấy là mình đã có thêm 1.000 điểm VIP này, nhận thêm một chút phần quà nữa này. Ủa, ngon lành cái đào luôn 27 thùng bia, quá là perfect đi anh em ơi. Để tranh thủ thì mình sẽ vào trong này mình mở một số cái phần thưởng vừa mới nhận được, ví dụ như là mảnh. Đây rồi, xem gì nào. Ui à, Lo New World. Bên này thì sao? Hệ thống mình Kaido Hybrid. Nhưng mà Kaido Hybrid tầm này còn chơi được nữa không anh em nhỉ? Ui, Koyuki Hiyori. Bên này là ui, Nami Wano à, Karina. Bên này thì sao đây? Ui, Luffy Wano. Cũng hơi toang tí anh em ạ. Mở tướng 5 sao nó không ngon lành cảnh nào cho lắm anh em ơi. Dương A Severus này anh em này. Mở luôn. Cứ bị vàng đi, cứ bị vàng đi, đi 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 đi. Trời ơi. Thế thì mình đành ghép mảnh tiếp thôi anh em ơi. Ai, ghép nốt mảnh xem nào. VV Festival này. Rồi tiếp tục lại đây. Mecha Frankie anh em ạ. Khi mà mình chưa mộ đặc biệt này đủ 150 thùng ấy thì mình mới có được một em Severus đầu tiên anh em ạ. Ai chả cũng càng đấy. Kết thúc ngày thứ nhất, nói thật với anh em là hơi cay đây anh em ạ. Định xóa rồi nhưng mà thôi, tiếc 100.000 lại chơi tiếp anh em ạ. Là mình vừa vào Facebook mò mẫm thêm được một cái cốt tuần nữa, mình nhập luôn 15 thùng bia, 15 trái quỷ và 1.000 kim cương. Và thế là sau đấy mình quyết định là mua 200 cốc bia vàng nhá. Đố anh em biết là tại sao nhá. Nếu như anh em muốn biết là tại sao thì hãy nhìn vào phần chiêu mộ của mình đây. Bây giờ mình sẽ chiêu mộ luôn anh em nhá. Và đây rồi, cuối cùng thì cũng đã hết anh em nhá. Chỉ còn lại một cốc Osake, perfect luôn anh em. Và thế là sau khi chiêu mộ cốc bia vàng xong, mình có thêm thành tựu để nhận thưởng anh em, 500 kim cương, thêm một vị tướng 5 sao, một vị tướng 5 sao nữa. Rồi và bây giờ là phần thư này, mình cũng sẽ nhận thêm rất là nhiều phần thưởng này, 30 thùng bia, anh em thấy chưa? Đấy là lý do tại sao mà mình lấy 200 cốc bia vàng là vì thế anh em nhá, bởi vì là mình cũng có thể kiếm thêm được 30 thùng bia nữa cơ mà. Thì bây giờ mình sẽ vào chiêu mộ thùng đặc biệt luôn. Đấy, 52 thùng bia này, cứ nhanh nhẹn mà vã thôi. Hy vọng rằng là có thể ra được Bartolomeo. Trời ơi, và Karasu, Karasu Bartolomeo, Karasu Bartolomeo. 32 thùng bia, cố lên nào. Úi giời ơi, Robin à. Trời ơi, cay thế nhờ. Smoker S thì làm cái quái gì cho đời đây? Zoro. Trời ơi, tướng SS của tôi đâu? Ôi giời ơi, chịu rồi. Nhưng mà không sao anh em nhá. Cuối cùng thì mình cũng đã có thể chiêu mộ đủ 150 thùng bia để sở hữu được em A Severus đầu tiên trong đội hình của mình rồi. Thế là không chần chờ gì nữa, mình vào luôn trong phần túi đồ, mình ghép mảnh A Severus luôn anh em. Wow, đẹp dai thực sự anh em nhá. Đấy, trước khi nâng cấp mình phải cho em nó ra trận chỉ một mình em nó thôi, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của em nó cái đã anh em nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn vào để nâng cấp này. Một phát là lên level 100 luôn nhỉ. Nhưng mà cái nhiệm vụ khó khăn hơn của mình bây giờ là kiếm đâu ra 150 thùng bia nữa để có thể là nâng cấp cho em nó lên 6 sao anh em ạ. Thế mới khoai đấy. Trang mình nhanh một cái đã, nâng viên đá lên nào. Nâng luôn này, nâng cấp luôn. Ôi ôi, hết sạch tài nguyên anh em nhá. Không sao, đầu tư cho Ace làm cái gì đấy không hề sai lầm tí nào anh em ạ. Sau khi nâng cấp Ace lên level 100 rồi, mình sẽ vào đậu thần để thử thách sức mạnh của em nó trong cây đậu thần này xem là có ăn được mấy con quái vật trong này không. Ủa ôi, skill. Ủa ôi, skill vai cả trưởng đẹp thế nhở. Rồi luôn, nhưng mà sức sát thương nộ thì không ăn thua lắm. Nhưng anh em có thể nhìn thấy là sức sát thương cuối lượt thì ối dồi ôi luôn. Một phát sát thương cuối lượt là khiến cho kẻ địch nằm xuống không kịp ngáp anh em nhá. Ây ôi, nộ lên. Rất là nhiều bí ngô Halloween đỏ rực rỡ luôn anh em ạ. Lửa liếc các thứ. Úi xời, Akenu phải gọi bằng cụ luôn. À nhầm, phải gọi bằng điện thoại luôn. À nhầm, phải gọi bằng mồm luôn anh em nhá. Đấy, được lắm anh em. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi Acerberus ra mắt rồi. Mình cũng đã hỏi anh em về số kim cương mà mình hiện có nên làm gì cho nó hợp lý. Thì đến 90% anh em bảo mình là nên mua cái xu may mắn này thì tất nhiên rồi, mình sẽ nghe theo lời anh em mua luôn 300 xu may mắn này anh em nhá. Sau đấy thì mình vào mình quay vòng quay may mắn thôi. Nhưng mà bởi vì bây giờ mình chưa lên được level 80 nên là không có thể nào mà quay được x100 lượt phát, quay x10 nó hơi thốn. Lâu phết anh em đã. Sử xong 300 xu may mắn đấy thì mình nhận lại được rất là nhiều phần thưởng, 25 thùng bia này, 45 khẩu pháo tấn công này. Chợt nhớ ra là ở trong cái phần shop cỏ bốn lá này mình có thể mua thêm thùng bia mà. Đấy, thế là mình xả hết vào đây anh em nhá. 4.000. Và bây giờ mình xả 72 thùng bia nó mới sướng anh em ạ. Nào, xem được có em Acerberus nào hay không đây anh em ơi. Ui giời ơi, ui shop à. Ui giời ơi, xây ra anh em ơi. Còn 42 thùng bia nữa anh em ạ. Ui giời, lại tiếp tục là ui shop này. Tiếp tục là 10 thùng nữa để xem được em gì không anh em nhá. Lại là xây ra. 10 thùng nữa đi. Mình thì không cần nhà khảo cổ cho lắm anh em nhá. Ui giời, ui Khalifa. Và thêm 10 thùng nữa. Anh em liệu rằng Epo thì làm cái gì cho đời đây? Ui trời ơi, lại là Luffy BM chứ không phải là Acerberus anh em ạ. Chắc là mình cũng sẽ có thêm một cái nhiệm vụ nữa là nhận thêm được Acerberus. Bởi vì là mình đã kết thúc cái vòng 2 rồi, bây giờ chuẩn bị sang vòng 3 để kiếm thêm em Acerberus nữa anh em nhá. Acerberus của mình đang nằm đây đúng không? Mình sẽ hợp thành luôn anh em ạ. Và giờ thì mình sẽ vào nâng sao thôi. Ây sợi, ui ôi. Nhưng mà tướng 5 sao hệ chính xác của mình chỉ có đúng 2 em thôi. Thực ra là 3 em nhưng mà em Hiyori này thì không nên nâng cấp bởi vì nó rất là lãng phí. Trời, cả Mecha Frankie nữa. Tức là mình chỉ có 1 em 5 sao ở bên hệ chính xác. Ồ, mình chợt nhận ra đây có 200 mảnh tướng ở bên hệ chính xác, thế thì nâng cấp hợp thành luôn chứ còn cái gì nữa anh em ơi. Đấy, thế là mình đã có phôi để nâng cấp cho Ace lên 6 sao rồi anh em nhá. 1 2 3
4 lên. Ok, thức tỉnh này. Nhưng mà để nâng cấp lên 7 sao lại thiếu phôi. Nhưng không sao, mình sẽ nâng cấp level trước vậy, lên 140 luôn. Ui giời, lại thiếu nguyên liệu anh em ạ. Trang bị, ấn trang bị nhanh bởi vì mình vừa nhận được hai cái món trang bị mới mà. Sau đấy là mình tiếp tục đi hợp thành hết tất cả những cái vị tướng 5 sao bên hệ chính xác anh em nhé, để có thể là lấy phôi nâng cấp cho Ace Brut của mình lên cho nó mạnh mẽ, lên tầm 8 sao là ngon lành cái nào này. Ôi nhưng mà mình phát hiện ra là mình còn thiếu phôi 6 sao nữa cơ. Ôi thế thì mình sẽ đi hợp thành hết tất cả một lượt luôn anh em ạ. Từ 4 sao cho đến 5 sao mình cũng sẽ hợp thành một lượt luôn anh em nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ đi ghép tướng 5 sao anh em ạ, cứ hai con tướng trùng nhau là được này. Đây rồi, 1, 2, 3 và 4 này. Ok, thức tỉnh luôn. Như vậy là mình đã có một phôi 6 sao rồi. Thế là mình đã đủ phôi để nâng cấp cho Ace Brut của mình lên rồi. Một phôi 6 sao và 3 phôi 5 sao. Quá đơn giản luôn. Lên 8 sao rồi anh em nhé. Bước sang ngày thứ 5. Với 8 sao level 150 như thế này thì vẫn chưa thể nào mà gọi là mạnh được. Nên là mình sẽ quyết tâm đi tìm kiếm trái ác quỷ Mera Meranomi để cho Ace Brut có thể mạnh mẽ hơn anh em nhé. Mình đã vào hoạt động, sau đó vào phần trái ác quỷ. Ở vòng quay su ác quỷ này thì mình đã tích lũy được 100 cái xu rồi. Và bây giờ thì mình sẽ quay luôn anh em nhé. Với pha X10 đầu tiên để mình xem là được trái ác quỷ gì đây. Mình chỉ được một vài tinh chất ác quỷ chung cũng như là tinh chất ác quỷ sơ mà thôi, vẫn chưa có mảnh trái quỷ nào để có thể là ghép thành một trái ác quỷ xịn sò con bò anh em ạ. Phải 10 thứ hai để xem thử được trái quỷ nào không anh em ơi. Ồ, mình được 5 mảnh trái ác quỷ cà tím Banenomi anh em nhé. Tiếp tục phải 10 thứ ba xem là trái quỷ gì anh em ơi. Lần này thì không có mảnh trái quỷ nào cả, quá buồn luôn đi. Phải 10 thứ tư, trời ơi, cũng tương tự như X10 lần thứ ba luôn anh em ạ, không được cái gì luôn. Và phải 10 thứ năm thì mình đã có thêm được một mảnh trái quỷ Jojonomi này, Banenomi và Hobinomi. Nhưng mấy trái quỷ này chỉ là bậc A mà thôi, có duy nhất cái này là bậc S nhưng mà chỉ được một mảnh anh em nhá. Tiếp tục là mình quay X10 lần thứ 5. Ồ, lần này là được một mảnh trái quỷ bậc S, đó chính là Baribarinomi. Lần này thì được cái gì đây anh em ơi? Ủa, cũng được khá khá đây anh em ạ. Tiếp tục phát nữa xem nào. Trời ơi, nó chỉ là được mảnh thôi nha. Rất khó để cho chúng ta có thể sở hữu thành một trái nguyên vẹn bậc thực sự luôn anh em ạ. Không thể tin được. Và mình chợt nhận ra rằng đây chỉ là cái xu thường thôi, để kiếm được trái ác quỷ Meranomi thì mình phải chuyển sang cái phần quay đặc biệt và tìm kiếm cái trái ác quỷ SS này thì mới được cơ. Nhưng mà cái xu này thì hiện tại là mình chưa có được một cái xu nào cả, quá là thất vọng luôn đi. Thế là mình không thể nào mà sở hữu được trái Meranomi cho Ace trong ngày hôm nay rồi. Mình vào check thư hệ thống một tí thì nhận thêm được một số cái phần thưởng, có 5 thùng bia và 40 khẩu pháo hủy diệt. Và mình thử vận may đầu ngày với hệ chính xác 10 thùng bia anh em nhá. Có Ace Brut hay không đây? Trời ơi, câu trả lời là méo. Chuyển sang cốc bia vàng thì hiện tại mình có 87 cốc và mình chiêu mộ ngay lập tức 70 cốc đã trôi qua. Còn 17 cốc nữa thì mình đang bị chặt túi đồ, chưa chiêu mộ được tiếp anh em nhá. Để mình xem có tướng nào xịn sò con bò ở đây hay không nào. Tiếp tục là mình sẽ chiêu mộ cốc bia vàng với 10 cốc bia vàng cuối cùng này anh em nhá. Nhưng mà không được vị tướng nào ngon cả anh em ơi. Ở đây mình có 450 mảnh này. Trời ơi, liệu rằng là có được vị tướng nào xịn sò hay không đây. Ui ôi, toàn gáp là gáp thôi anh em ạ. Đây nữa, tiếp tục nào, 150 mảnh này. Trời ơi, không thể tin được nhân phẩm của mình hôm nay lại đen như vậy anh em nhá. Ở bên mảnh chính xác này thì sao đây? Trời ạ. À. Sau đó thì mình vào trong túi và mở thêm một số những cái túi belly, những cái túi nào mà ít giờ thì mình sẽ mở trước nhá. 23 triệu rồi này, tiếp tục lên là 30 triệu đây. 273k nữa. 8 giờ này thì hai túi là được 437k. 12 giờ thì sẽ được bao nhiêu? 328k anh em ạ. Giờ mình bắt đầu phải nâng cấp cho Ace Brut rồi. Lên level 180 rồi thì mình tiếp tục vào trong đậu thần để có thể là đi vượt đến tầng 90, làm theo cái dòng nhiệm vụ đấy. Hy vọng rằng kiếm thêm được kim cương với cả thùng bia anh em nhá. Đây rồi, Ace Brut. Một nộ lên là team địch đã nảy nằm xuống luôn rồi anh em. Hisakiu quá mạnh luôn. Mình cũng đã tích lũy được 140 trên 150 lần rồi anh em ơi. Chỉ còn đúng 10 lần nữa thôi là mình hoàn toàn có thể sở hữu được một em Ace Brut nữa và nâng cấp cho Ace Brut của mình lên 9 sao anh em nhá. Hôm nay mình đã bước sang ngày thứ 6 rồi anh em ạ. Mở thư lên, mình đang nhập và nhận được khá là nhiều quà anh em nhá. Nhưng ngon nhất vẫn là quà phân cứng với 1000 kim cương, 20 thùng bia và 50 cốc bia vàng anh em nhá. Quá thùng bia, nên là mình tức tốc và chiêu mộ thêm 20 phát nữa anh em ạ. Ở bên hệ chính xác, hy vọng rằng có thể ra được Ace Brut nào. Nhưng không sao, mở thư lên thì chắc chắn là mình nhận được thêm một Ace Brut nữa rồi, bởi vì đạt mốc rồi anh em ạ. Ngay lập tức vào mình vào túi ghép mảnh luôn anh em nhá. Giờ thì mình sẽ vào tuyến chính xác và nâng một em lên 6 sao luôn anh em ơi. Lần này thì mình sẽ lựa chọn em Izo này anh em nhá, một phát lên 6 sao luôn. Và với em Izo lên 6 sao như vậy thì mình hoàn toàn có thể nâng cấp Ace Brut của mình lên được 9 sao rồi anh em ơi. He he. Khi lên được 9 sao thì mình đã có thể gắn thêm được cái bảo vật cho Ace Brut rồi anh em nhá. Và chắc chắn mình hoàn toàn có thể nâng cấp level lên level 200 rồi. Có 68 cốc bia vàng thì mình vào chiêu mộ nhanh một phát được 40 cốc, còn lại 28 cốc nữa thì đầy túi đồ anh em ạ. Ai cú quá không biết làm nào nên là mình quyết định và chút giận lên con boss Arcanu này anh em nhá. Bắn được 4 phát thì nhận được thêm 1200 kim cương. Có thêm cốc bia hay là thùng bia gì ấy không đây anh em ơi? Có cốc bia vàng này, hy vọng phát cuối là thùng bia đi anh em. Nó lại là một cái dương anh em ạ. Shop Arcanu thì mình có thể mua thêm được 4 cái túi kim cương nữa anh em nhá. Mở 4 cái túi này để xem có 50k kim cương hay không nào. Ui ui ui, 5, 3, 8k kim cương liền anh em ạ. Trời đất ơi, xịn sò con bò thực sự luôn nhá. Nhân phẩm đấy rồi. Còn hai cái dương này thì mình sẽ được cái gì đây? À, 50 xu may mắn này, hợp lý luôn. Giờ thì mình lại có 72 thùng bia rồi và mình tiếp tục chiêu mộ bên hệ chính xác. Hy vọng rằng là có thể kiếm thêm được một em Ace Brut anh em ơi. Bé po. Trời, X2 bé po luôn mới đau chứ anh em.
52 thùng bia nào. Cố lên. Trời ơi. Là một tướng SS nhưng mà lại là Hancock anh em ạ. Không phải là Acer Burst bị cú chứ. Trời. Lại là Izo. Và 22 thùng bia cuối cùng. Diamante này. Và Mr. One anh em ạ. Nhưng anh em nhìn đi. Ở đây thì mình đã hoàn toàn có thể xong một cái vòng nữa rồi. Và tiếp tục sở hữu thêm được một em Acer Burst nữa. Tuy nhiên tạm thời mình cứ để mảnh em Acer Burst ở đây. Bởi vì cần thêm một em nữa thì mình có thể nâng cấp em nó từ 9 sao lên 10 sao anh em nhé.